Xin được chào tất cả các bạn nhé. Video này chúng ta tìm hiểu về con vi xử lý trong cái bo mạch máy giặt điều hòa tủ lạnh hay một số các bo mạch khác, nó hay chết ở dạng nào, cách chúng ta kiểm tra như thế nào để khi qua trong quá trình chúng ta sửa chữa cái bo mạch chúng ta hay vấp phải nhé. Các bạn xem video của Đức Thắng thấy có ích, nhớ đăng ký kênh, like, ủng hộ kênh Đức Thắng nhé, để Đức Thắng có cái động lực làm thêm một số cái video chia sẻ một số anh em mà mới vào nghề chưa có cái kinh nghiệm nhé, để cái lấy cái học hỏi nhé. Ok, trở lại với cái video này. Thì đây là một cái bo điều hòa Daikin GA32 Inverter. Bo mới hoàn toàn luôn. Cái bo này đang bị lỗi nhé. Thì chủ đề của video này chúng ta nói về cái phần vi xử lý. Thì bây giờ đi vào cái video này thì vi xử lý nó hay chết ở dạng nào? Và cách chúng ta kiểm tra như thế nào để ta xác định nó là vi xử lý nó chết? Đúng không ạ? Thì với cái bo này Daikin này chúng ta biết đây là bo dàn nóng, còn một cái bo dàn lạnh nữa. Thì giả thử để chúng ta kiểm tra cái phần nguồn của bo dàn nóng này, vi xử lý một số cái mạch bảo vệ này nó có ok không, có tốt không, thì chúng ta không cần bo dàn lạnh chúng ta vẫn kiểm tra được. Quay lại trở lại với cái bo này thì như các bạn đã biết, cái bo Daikin GA32 này thì khi chúng ta cấp nguồn AC vào thì cái bo dàn nóng này được cấp một đường AC trước đi thẳng vào cầu diode, còn một đường thì nó sẽ đi vào cái tiếp điểm của cái le thường ở này. Đấy, chính vì vậy bo dàn lạnh chạy thì nó sẽ tạm thời mượn cái dây data là dây màu đỏ này đưa một cái đường AC còn lại đi qua xuống cái bo dàn nóng để cho tạm thời cho nguồn xung chạy, rồi nó mới đóng cái le này nhá. Thì lúc này cái bo dàn nóng nó chạy theo qua cái điểm le này. Thì vậy để cấp nguồn cho cái bo dàn nóng mà không có bo dàn lạnh này, chúng ta cần nối tiếp điểm của cái dơ le MR10 đây, cái dơ le này nhé. Chúng ta sẽ nối tắt cái tiếp điểm lại. Tiếp điểm này thường hở khi vi xử lý dàn nóng hoạt động nóng thì chúng ta sẽ hàn dính lại. Thứ hai là cái công tắc nhiệt bảo vệ cho block, nằm dưới block nhé. Đây là cái chấu cắm chúng ta nối luôn, và đây là một cái tiếp điểm của dơ le MR30 chúng ta cũng nối tắt luôn. Thì nối tắt như thế này, bắt đầu chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn trực tiếp vào cái dây màu đen và dây màu trắng, tức là hai đường AC thẳng vào cái bo dàn nóng này. Nếu bo dàn nóng này tốt, nguồn xung tốt, vi xử lý tốt thì chúng ta cấp nguồn vào thì chúng ta sẽ thấy nguồn xung chạy và cái đèn báo vi xử lý này lúc này nó chớp chớp này, thì lúc này chúng ta hiểu được là vi xử lý nó đang hoạt động nhá. Đấy. Lúc này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra nguồn xung, kiểm tra biết là vi xử lý hoạt động này, kiểm tra cái mạch bảo vệ mất pha này có khoảng 2,4-2,5V này ở đầu ra này, kiểm tra bảo vệ quá dòng gián tiếp này, trực tiếp chúng ta kiểm tra là một số cái mạch. Tuy nhiên vì chưa có cái bo dàn lạnh nên không có cái mạch giao tiếp nên nó sẽ báo lỗi, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra được một số cần thiết, giả thử cái này không lên nguồn hoặc là vi xử lý thì chạy, hoặc kiểm tra một số cái mạch bảo vệ chúng ta hoàn toàn không cần cái dàn lạnh nhá, chúng ta đấu như vậy chạy. Thì bắt đầu chúng ta cấp điện vào. Thì bây giờ quay lại với cái bo mạch cụ thể là cái vi xử lý nó hay chết ở dạng nào. Tôi xin được chia sẻ với anh em là thông thường nó chết ở hai dạng. Một cái dạng thứ nhất là chúng ta thường thấy và chúng ta dễ biết nhận biết nhất, đó là chúng ta cấp nguồn vào thì vi xử lý không hoạt động. Đó. Thì tiến hành kiểm tra một số cái điều kiện. Ban đầu chúng ta muốn kiểm tra một con bo mạch, đầu tiên là phải kiểm tra cái nguồn cấp đã, đúng không ạ? Quan sát trên cái bo mạch này, cái nguồn xung này, cái đường nào ra điện áp để đi qua con 7805 ổn áp thành 5V nuôi cho vi xử lý. Khi bo mạch không lên nguồn, vi xử lý chưa hoạt động, chúng ta kiểm tra ngay cái đầu ra của con 7805. Đó. Thì nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là chúng ta đo 5V ở đây. Con 7805 này, cái 5V này nó không đủ, nó chỉ còn 2-3V. Thì cái trường hợp này nó là có vi xử lý. Nếu đặt giả thiết vi xử lý chết ở cái dạng thứ nhất, đó là vi xử lý chập nhá, thì chúng ta đo ngay cái nguồn 5V cấp thẳng cho vi xử lý này là con da con 7805, chúng ta thấy nguồn nó chỉ còn 2V với 3V. Đó là nguồn đang bị sụt do con vi xử lý này bị chạm. Biểu hiện là sụt nguồn, chúng ta lấy tay chúng ta sờ lên con vi xử lý này. Đúng không? Ta thấy nóng con vi xử lý này, mặc dù cái nó đèn nó chưa chớp, con này chưa chạy, mà chúng ta mới cấp nguồn lên cái đo đây sụt sở đây nóng. Thì đây là dạng chết vi xử lý. Cái dạng này là chúng ta hiểu 100% là con vi xử lý đang chập nhá. Đấy, để khẳng định được 100% nữa, chúng ta chỉ cần tách cái đường
da của con 7805 cấp cho vi sinh lý. Đó. Nếu mà tách ra một cái mà ta đo thấy đủ 5V thì 1000 là con này lên đường. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta muốn cứu cái bo mạch này thì mình phải tìm con vi sinh lý này thay thôi. Ok nhá. Thì đó là dạng thứ nhất, thì dạng này thì cũng hay gặp. Vi sinh lý không chạy, đèn không cháy, đo điện áp thì sụt, mà tách ra thì lại thấy đủ, sờ vào con này nóng. Thì đây là biểu hiện thứ nhất của con vi sinh lý, hay dạng này cũng hay hư dạng này nhá. Nhưng với dạng này thì chúng ta thông thường thì chúng ta dễ phát hiện. Đầu tiên chúng ta đo nguồn nó không đủ. Đấy, chúng ta thấy biểu hiện con này nóng và loại trừ cái nguồn ra thì con này đủ thì ok nhá, 100% là nó nhá. Thì có cái dạng mà con vi sinh lý tới chết dạng thứ hai. Đó là khi chúng ta cấp nguồn cho cái bo mạch, như ở cái bo mạch này, cái bo mạch này là mới 100% nhưng do lỗi vi sinh lý nhá. Tôi đã cấp nguồn vào. Tôi kiểm tra đầy đủ hết nhưng con này nó không lên đèn, vi sinh lý không chạy. Đó. Thì ở cái dạng này thì nó khó hơn. Thì để ta loại trừ được, ta khẳng định được con vi sinh lý này nó chết thì chúng ta ở cái dạng này chúng ta phải cần kiểm tra thêm một số cái điều kiện. Cái đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra cái nguồn rồi. Chắc chắn nó phải có nguồn cấp. Nó phải đủ thì con vi sinh lý mới hoạt động được, đúng không ạ? Thì cái điều kiện thứ nhất chúng ta kiểm tra 5V như với cái bo thực tế này, kiểm tra ngay trên con 7805 này. Đó, tôi kiểm tra với cái bo thực tế này nhá. Thì chân da nó có đủ 5V, ok. Chân gì xét có 5V, ok. ACDS có. Thạch anh ok. Mà cái bo này nó im du, không có hiện tượng gì cả, nguồn đủ hết, các điều kiện đủ hết. Sờ vào con vi sinh lý này không có biểu hiện gì cả, vẫn mát rượi, đèn này không chớp, không cháy. Đúng không ạ? Thì ở cái trường hợp thứ hai này thì nó khó hơn cái trường hợp thứ nhất. Đó là trường hợp thứ nhất thì chúng ta có thể biết ngay. Đó, nhưng cái trường hợp thứ hai là chúng ta phải đi tìm cái điều kiện cho con vi sinh lý này. Nhá. Tôi nhắc lại, với cái trường hợp như này chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái đường 5V xem đủ chưa. Nếu đủ ok, chuyển sang đo kiểm tra cái mã con ICGZ này. Đây, con ICGZ của thằng Dakin nằm đây. Kiểm tra cái chân da đi về vi sinh lý này có 5V không. Đó. Kiểm tra thạch anh, dao động có đủ tần số không nhá. Một số mạch chúng ta kiểm tra thêm cái mạch ACDS. Đây, con này là con ACDS của cái mạch này. Thì với cái mạch này chúng ta đã kiểm tra đầy đủ rồi, ok tất. Nhưng mà nó vẫn im du, vi sinh lý không hoạt động. Thì đây là một cái dạng vi sinh lý chết ở cái dạng dạng này thì chúng ta nó khó hơn cái dạng trước nhé. Nhưng mà chúng ta phải kiểm tra đủ cái điều kiện rồi thì chúng ta loại trừ rồi thì còn là em này nó sẽ bị chặt, đúng không? Nếu con vi sinh lý ở cái bo mạch này mà nó hoạt động bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể cấp nguồn như thế nào. Chúng ta kiểm tra được vi sinh lý, vi sinh lý hoạt động nó chớp này, chúng ta đo có cái điện áp ra giao tiếp này nhá. Sau thời gian nó sẽ bao lỗ nhưng mà chúng ta đo có điện áp giao tiếp. Còn cái trường hợp mà như cái trường hợp này, chúng ta đo cái đường giao tiếp không có gì bởi vi sinh lý chưa hoạt động, đèn chưa cháy nhá. Đó, kiểm tra mạch mà bảo vệ mất pha, bảo vệ quá dòng thì vẫn cứ ok. Thằng này vẫn có 2,4V, thằng này vẫn có 4,5V, nhưng mà thằng vi sinh lý không hoạt động. Bo mới hoàn toàn các bạn, nhìn ra do cái nhà sản xuất nó lỗi về phần vi sinh lý. Thì thông qua kiểm tra sơ bộ về cái bo này thì đã khẳng định con vi sinh lý này lên đường. Thì bây giờ để khắc phục cái bo này thì đành chúng ta phải kiếm một cái bo cái đời ga 32 này. Chúng ta tháo con vi sinh lý này ra, chúng ta thay con vi sinh lý vào nhá. Thì cái bo này nó sẽ hoạt động bình thường. Thì đây có hai cái bo thì nó đều là một cái dạng như vậy hết, nó chết vi sinh lý hết nhá. Là kiểm tra tất ba con này như vậy hết, cùng một lô sản xuất như vậy nó đang bị lỗi vi sinh lý nên người ta đưa ra ngoài nhá. Thông qua cái video này thì chia sẻ với anh em đó là cách chúng ta xác định con vi sinh lý chết là vì trong cái vỉ mạch thì nó có những dạng như nào. Đó, còn tôi xin được nhắc lại dạng chết đầu tiên chúng ta kiểm tra ngay nguồn nó sẽ không đủ, giờ con vi sinh lý sẽ nóng. Nhá, tách 5V ra lại đủ 5V, con 7805 lại đủ 5V, hàn vào thì lại thiếu, giờ con này nóng, con này đang chậm, ok.
Trường hợp thứ hai như tôi vừa nói với cái bo cung mạch cụ thể này, tất cả các điều kiện đầy đủ hết, 5V ok, thạch anh dao động ok, gì xét có, xung ACDS ok tất, mà cái bo này vẫn im ru, không có đèn báo của vi xử lý, không có cháy. Đó, nhá. Thì video này tôi lại xin được dừng ở đây, để hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé.